Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 126. Có một câu hỏi rất là hay. Một người làm việc ác, muốn sửa đổi lỗi lầm bằng cách nào? Đã biết việc này là ác thì đừng làm nữa, là sửa đổi lỗi lầm. Rồi tiếp tục nghe được giáo dục, rồi niệm Phật, ăn chay phóng sanh, là đoạn ác tu thiện. Chỗ đặc biệt là biết việc này là ác. Lỡ mình hại người là ác. Lỡ mình lỡ người thì cũng được. Nhưng lỡ người hoàn toàn mà không cầu lỡ mình thì là Bồ Tát. Đã là làm việc đó biết nó là ác rồi, muốn sửa đổi lỗi lầm bằng cách nào? Đừng làm nó nữa. Đừng làm điều lỗi lầm, đừng làm điều sai đó nữa. Thì là thật sự chưa sám hối. Nên mỗi một người chúng ta khi gặp được Phật Pháp, chúng ta có cái khổ bế tắc gì, chúng ta cũng có cơ hội được cởi mở ra. Nên mỗi ngày mà nghe Phật Pháp là mỗi ngày đang cởi mở tâm tư, buồn phiền trong lòng ra. Có nhiều người nhắn tin nói à, con bệnh này bệnh kia bệnh nọ gì, con muốn đi đến chùa cộng tu được hay không? Quý vị chỉ cần lo cho cá nhân mình đi tới lui được bình thường thì cứ đi đến cộng tu, nạp thêm nguồn năng lượng. Như hồi sáng đứa gặp một cô này 29 tuổi, cũng bị chồng bỏ chồng chê, nhìn thấy sơ sát ốm o gầy mòn. Muốn ở lại chùa cộng tu. Hỏi Nhân Đức là con phải lên tu công phu làm sao làm sao. Nhân Đức nói bây giờ cô mới biết tu thôi, bây giờ cô nghe lời Nhân Đức là sáng tối lên tu, bằng ngày làm công quả cùng với các cô. Trước nhất bản thân cô phải vui vẻ an lạc lại, tích tụ nguồn năng lượng lại, rồi lúc đó cô muốn đi về đời cô đi làm gì đó tùy cô. Tại cô này cũng mới biết tu, muốn vô chùa cộng tu để giống như nó vượt qua cái khó cái khổ trong tâm thôi, chưa phải phát tâm tu. Nhưng mà mình dẫn dắt người ta như vậy để từ 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 mồi cái lửa đạo cho người ta từ từ, để cuối cùng người ta phát tâm làm sao, nhận thức được người ta sẽ có phương hướng phát tâm. 29 tuổi mà thấy sơ sát ốm o gầy mòn. Thì Nhân Đức nói rằng nếu như mang một cái gương mặt này mà đi xin việc làm thì khó lắm, có ai tiếp nhận, nhìn bèo nhèo quá. Trước nhất để hồi phục tâm trạng đây đi. Nên mỗi con người học đạo chúng ta là hồi phục tâm trạng rất là mau. Vì mình không dạy gì đi để một cái tâm trạng nặng nề để cho nhiều người thấy, cảm thấy chán nản mình. Như một người phụ nữ mà bây giờ mang cái tâm trạng sầu não buồn khổ, khi người chồng về nhà mà nhìn thấy gương mặt người vợ như thôi thì nó chán nản vậy đó. Nên có người học đạo là một con người biết tích tụ nguồn năng lượng, biết làm cho người khác vui là bản thân mình vui, người khác sẽ vui. Bản thân mình lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ hoan hỷ thì người khác ai cũng muốn nhìn thấy mình, vì thấy mình là thấy an lạc vui vẻ hoan hỷ. Cái này quan trọng dữ lắm nha quý vị, cực kỳ quan trọng luôn. Hiểu được nguyên lý này rồi thì con người mỗi ngày sống có nụ cười. Nụ cười giúp cho mình tích tụ nguồn năng lượng rất cao. Nên người xưa nói rằng một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một con người bị bệnh đau chưa đáng sợ, sợ nhất là con người này nội tâm buồn khổ, sợ hãi lo. Muốn giải quyết được vấn đề bệnh đau của người đó thì cái tâm lý phải cởi mở làm sao giúp cho người đó đừng buồn khổ lo âu sợ hãi, là bệnh người này tự hết. Mà Phật Pháp cho chúng ta một cái tư tưởng sống rất thoải mái, rất an lạc. Chính Phật Pháp cho mình.
Nên mỗi ngày những bài chia sẻ này là cởi mở tâm tư, quý vị nhớ. Buồn giận, hận trách không có lợi ích gì cả. Đừng để những thứ đó trong tâm. Để những thứ đó trong tâm thì phá tất cả phước báo của mình đã tạo ra. Phá sạch. Buồn khổ hận trách là giống như là một cái chỗ mà ngăn lại tất cả phước báo bỏ vào. Ngăn lại. Và con người đi đến cái mức kiệt quệ hết phước. Tụt dốc phước. Thê thảm quá. Đi lễ lại nhiều nơi để cầu nguyện có được không? Có một bà cụ này, khi bà nghe đạo mà bà chưa hiểu, bà đi đầu này đầu kia đầu nọ, đi tùm lum tùm la để lễ lại cầu gia đình bình an. Gặp thằng, gặp thổ địa thằng hoàng đều là quỳ lễ lại để cầu xin gia đình được bình an. Sau này gia đình cưới vợ cho con, một nàng dâu này biết niệm Phật, biết tu tịnh độ. Câu chuyện này Hòa Thượng Không giảng thường kể. Và người con dâu này khuyên mẹ chồng rằng: thôi mẹ ơi, từ hôm nay mẹ đừng đi lễ lại đầu này đầu kia đầu nọ, đi tùm lum gì không có kết quả đâu. Mẹ cứ ở nhà, con lập ngôi Tam Bảo thờ Tây Phương Tam Thánh. Mẹ cứ niệm một danh hiệu A Di Đà Phật, lễ một danh hiệu A Di Đà Phật, cứ như vậy mà mỗi ngày lễ lại là được rồi. Người mẹ này thiện căn cực kỳ đặc biệt dày, nghe lời con dâu từ đó về sau không đi lễ lại đầu này đầu kia nữa. Bà chỉ ở nhà lại một A Di Đà Phật, lại Vạn Đức Hồng Danh. Vài năm sau thì bà biết ngày giờ giảng sanh. Buổi sáng nọ thường là gia đình cùng ăn cơm, sáng nay mẹ kêu các con các cháu ăn cơm đi, mẹ đi tắm. Con cháu của bà rất có hiếu thảo, vẫn chờ mẹ. Chờ lâu quá không thấy mẹ ra. Người con trai vào coi mẹ như thế nào. Vào chỗ tắm thì không thấy mẹ. Bước ra chỗ thờ Phật thì thấy mẹ đang đứng. Bước đến kêu mẹ không trả lời. Coi kỹ thì mẹ đã đi. Đứng mà giảng sanh. Vào phòng mẹ kéo tủ ra thì thấy mẹ may sẵn đồ tang lễ cho con trai, con dâu, cháu chắc may sẵn đầy đủ, ghi tên rõ ràng. Một câu Phật hiệu biết ngày giờ giảng sanh, ra đi vô cùng an tường tự tại. Nên việc người làm con chỉ dạy cha mẹ biết niệm Phật, tu hành, đây là đại báo hiếu. Nên chúng ta làm con, cha mẹ mình biết niệm Phật, lập bàn thờ tại gia cho cha mẹ niệm Phật. Còn cha mẹ muốn đi đến chùa thì tạo điều kiện cho cha mẹ đi đến chùa. Còn nếu như cha mẹ quá yếu thì mình ở nhà lập bàn thờ Tam Bảo, thường gần gũi khuyên lên cha mẹ niệm Phật. Đây là báo đại hiếu, giới thiệu thế giới Cực Lạc đặc biệt. Lấy cái điệu hộ niệm cho cha mẹ nghe và nói thế giới Cực Lạc tốt như vậy, cha mẹ muốn gì niệm Phật đi. Sau này cha mẹ cặn tư nghiệp, chính cái điều niệm Phật này là hộ niệm cho cha mẹ, đưa tiễn cha mẹ về Cực Lạc, nhớ nghe. Mỗi ngày cứ thường nhắc nhở. Cứ thường nhắc nhở như vậy. Việc làm này là báo đại hiếu đó quý vị. Khi cha mẹ cặn tư nghiệp thì chính chúng ta ngồi tập trung người để mà hộ niệm cho cha mẹ bằng cái điều hộ niệm mà mỗi ngày cha mẹ thường được nghe. Bây giờ cái điều hộ niệm có sẵn, chùa mình đã áp dụng niệm 4 chữ. Những đức niệm câu, đại chúng niệm câu, cứ như vậy mà hộ niệm. Nên phổ biến rộng khắp nơi nơi, chỉ cần một cái đèn bông sen này thôi. Chỉ cần một cái đèn bông sen này thôi thì chúng ta cũng đã hộ niệm được. A Di Đà Phật. 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 Quý vị nghe rất rõ ràng đây. Những đức niệm một câu, chúng niệm một câu,
chỉ có đem bông sen này để thôi, thì cũng đang hộ niệm cho cha mẹ được. Cái điều hộ niệm bốn chữ gì đó, cái đối đáp gì, lúc bình thường cái cho nghe suốt tập quen. Bây giờ quý vị coi như trong chùa là một mô hình rõ ràng, dịnh lo cho nhiều người già, thì những người già quá thì một khu người già yếu, thì bắt đầu mỗi ngày mấy cô đưa các cụ qua cái vòng hộ niệm, bắt ghế các cụ ngồi, bắt cái điều hộ niệm lên cho các cụ niệm. Thí dụ như một lần niệm là tiếng rưỡi gì đó, cứ ngồi niệm tiếng rưỡi, một ngày bốn lần vậy, tập thành thói quen. Sau này khi cặn cái nghiệp của các cụ thì tại vòng hộ niệm đó mọi người đều hộ niệm cho các cụ. Các cụ mỗi ngày niệm bình thường quen thôi, bây giờ hộ niệm cái nữa thì đưa tiện các cụ đi rất tiện lợi. Nên không có một bà cụ nào nói rằng nghe nhức đầu quá tắt đi, không có bao giờ. Tại vì mỗi ngày đó đừng nghe cái điệu niệm sao mà nhức đầu. Còn người ta không chịu cho nghe, không chịu tập cho niệm thì cuối cùng nghe là nó bị nhức đầu. Nên chúng ta luôn luôn chỗ ở của mình là để máy niệm Phật, hoặc là nghe pháp niệm Phật đồ này kia, để xuyên suốt trong nhà của mình. Thì quý vị nghe với thành quen. Người muốn đi đến đây tu, ở đây tu thì phải nghe niệm Phật khi ngủ cho quen, thì đến chùa mình ở được. Tại vì chùa mình phòng nào cũng để máy niệm Phật, còn chánh điện để máy niệm Phật xuyên suốt bất rất lớn. Chùa mình tiện lợi, xung quanh không có dân cư nhớ. Nên từ nơi đó phải tập như vậy, và dạy cha mẹ ông bà tuổi già mình phải rèn luyện như vậy. Sau này cặn tới nghiệp lợi ích cực kỳ lớn luôn. Chỉ có một cái đèn bông sen thôi quý vị thấy không, điều niệm Phật, điều hộ niệm đồ này kia đồ là có sẵn hết chứ. Để trên bàn thờ bình thường bắt một điều niệm Phật nhỏ giống gì để thí đại vậy đó, ngay chỗ buôn bán cái này kia đồ để đi, bởi vì sao lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nên những đức thường nói rằng một chiếc điện thoại thôi tu phước tu duyên cũng đặc biệt. Mỗi tuần chủ nhật đi đến chùa mình, lễ lọc đi đến chùa mình đều là có vị trí người ngồi cài niệm Phật nhạc chờ. Khi người ta gọi điện thoại mình bắt đầu là điệu niệm Phật phát lên liền. Mà chiếc điện thoại quý vị cài niệm Phật nhạc chờ cũng ít ai dám nhá máy chiếc điện thoại quý vị nữa. Mỗi lần nhá máy một cái là gieo cái duyên đắc độ về sau. Nhá máy cái là nghe câu Phật hiệu liền. Cả người gọi cho mình cũng nghiêm túc nữa. Gọi cái nghe niệm Phật muốn ngủ nhậu cũng không dám. Từ nơi đó một danh hiệu A Di Đà Phật này giác ngộ cho người thù thắng vô cùng. Nên mình đi đầu này đi đầu kia đi đầu nọ, cuối cùng gặp được tịnh độ, gặp được pháp niệm Phật lễ Phật, dừng chân lại cố gắng lo tu dụng công, gọi là hạ thủ công phu đó quý vị. Nên bữa đó gặp phái đoàn Vĩnh Phúc, gặp chàng trai Tinh Tứ trưởng ban đạo tràng, nói rằng đi rất là nhiều, gặp rất nhiều, biết rất nhiều, áp dụng phương pháp tu ở tịnh tông này kia mà người tu được người tu không được. Cuối cùng thì dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật ở đây, cuối cùng các cụ ai cũng hoan hỷ, và mỗi ngày tu xong bắt nửa tiếng đồng hồ cho các cụ nghe, ai cũng vô cùng hoan hỷ. Cái buổi đó rất nhiều người coi, rất nhiều người hoan hỷ. Một người trưởng đoàn như vậy là có trách nhiệm, biết quan tâm lo lắng cho tất cả những người đi theo mình, để chỉ dẫn hướng dẫn người ta một pháp tu để cảm thấy người ta áp dụng được. Khi tuổi già cuối cuộc đời người ta sẽ được lợi ích. Nên tất cả những vị trưởng đoàn nên có cái góc độ nhìn là bản thân mình và người họ tin tưởng đi theo mình. Nếu như mình dẫn dắt họ mà không tu hành gì được, chỉ có vui chơi đồ bình thường, vậy khi cuối cuộc đời cặn tới nghiệp thì tội nghiệp cho họ quá. Họ đã có duyên đi theo mình, mình phải tạo điều kiện làm sao cho họ tu được, nghe pháp được, áp dụng Phật pháp vào cuộc sống của họ, để họ có được sự an vui và tự tại. Cái duyên của vị làm trưởng ban rất là lớn, cái công đức của người trưởng đoàn cực kỳ lớn, biết dẫn dắt người ta đi đến nơi chỗ tu hành để hướng giải thoát. Việc này quan trọng dữ lắm quý vị, cực kỳ quan trọng luôn. Nên mỗi một người nên nhận thức. Nên những đứa gặp những vị trưởng đoàn mà dẫn ta đi đầu này đầu kia nhiều quá, như đức nói quý vị nên suy nghĩ lại. Bao nhiêu năm nay dẫn đi đầu này đầu kia đầu nọ cứ là như vậy, về không biết một cái gì là Phật pháp đặc biệt. Bây giờ cơ hội chúng ta gầy dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, nghe pháp mỗi ngày, nghe đơn giản bình dị để áp dụng Phật pháp vào cuộc sống. Đừng buồn, đừng giận người để trong tâm, vậy thì chắc chắn rằng sự tu của mình sẽ có kết quả liền. Nên đi đầu này đi đầu kia đi đầu nọ dẫn không có kết quả bằng chúng ta niệm một danh hiệu A Di Đà Phật, lễ một danh hiệu A Di Đà Phật. Đây là việc đặc biệt nhất. Niệm Phật, nhớ Phật, cầu vãng sanh là đúng.
Nhớ, niệm Phật lễ Phật cầu giảng sanh là đúng. Đem giáo pháp phù hợp, căn tính chúng sanh, chỉ dạy họ tu là đúng. Cái giáo pháp mà phù hợp căn tính chúng sanh là giáo pháp nào? Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ điểm rất rõ ràng. Thờ mặc pháp niệm Phật thành tu. Ngài nói rằng thờ mặc pháp ức ức người tu, có nghĩa là quá nhiều người tu nhưng không có người thành tựu. Duy chỉ có người nghe tịnh độ, tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời thì người này được thành công. Tổ sư nói rằng người niệm Phật muốn giảng sanh hay không là do tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Nên chỗ người niệm Phật giảng sanh là ngay chỗ nào tín nguyện. Tín nguyện như thế nào là ai với đạo Phật. Tất cả việc gì cũng ai với đạo Phật. Dùng danh hiệu ai với đạo Phật để giác ngộ tâm của mình. Một con người giác ngộ thì tất cả việc mình làm đều giác ngộ hết. Nhớ nghe quý vị. Một con người không giác ngộ rồi, việc làm tốt cũng thành mê hoặc điên đảo. Trong cái cuộc đời này không có cái gì khó khăn cả. Chỉ có vướng ngay cái là chúng ta còn xem cái mạng mình dính mắc đó thôi thì khó khăn. Còn nếu như nghĩ cái mạng này là một công cụ để làm việc lợi ích cho chúng sanh, quên đi cái mạng mình luôn thì tức khắc quên đi cái ngã của mình. Mà đã quên đi cái ngã rồi thì tức khắc giác ngộ nhân tâm liền. Giác ngộ nhân tâm thì lúc đó quý vị sẽ an lạc và tự tại liền. Chúng ta còn cái mạng này nên chúng ta còn lo, còn nghĩ, còn sợ. Chúng ta quên mất tiêu thì đó là nhân quả của mỗi một con người. Tốt thì họ hưởng tốt, không tốt thì do họ gieo nhân mà hưởng không tốt. Được bao nhiêu là do họ gieo mà hưởng được bao nhiêu. Chứ đâu phải là chúng ta ban bố, chúng ta cho gì họ đâu. Phật pháp là nói là chỉ dạy. Phật pháp là chỉ dạy, chứ không phải là ban bố mà cho cái gì đâu. Nên mỗi một người nghe đạo mà hiểu được thì tự mình biết duy trì phước báo của mình, biết giữ phước báo liền. Tại vì bản thân mình là tạo phước hay là tổ phước là do mình đó. Nên mỗi một con người mình rất kỹ lưỡng, còn người ta chỉ là người nhắc nhở, giúp đỡ. Nhắc nhở và giúp đỡ. Thí dụ như bây giờ mình ở trong phòng, mình đi ra mình quên bắt quạt để cho người ta trả tiền điện. Nhưng quý vị phải nhớ rằng cái tâm đó của mình là tổ phước của mình. Quý vị trong phòng đi ra mà không tắt đèn, để đèn, cả thờ đi tu gì thấy đèn còn sáng, quạt còn sáng. Đèn còn sáng, quạt còn quay. Quý vị nghĩ rằng ô cái này ai trả, mình đâu có trả đâu lo. Nhưng quý vị phải nhớ rằng đó là cách tổ phước của mình. Cái tâm của mình là tổ phước mình đó quý vị à. Mình đi vào trong nhà vệ sinh, mình đi xong mình dọn nhà cầu không sạch, còn quên dọn nhà cầu đi ra luôn. Đó là chỗ tổ phước của mình. Tất cả những hành động gì chúng ta làm để phiền phước người khác đều là tổ phước báo của mình. Tất cả những gì làm mà không làm phiền phước ai, luôn luôn chấp hành quy củ là đang tăng phước báo cho mình và tiêu nghiệp chướng. Còn những việc làm để phiền phước cho người, bận tâm người thì là tiêu phước mà tăng nghiệp. Nhớ đó. Tất cả những cái hành động này của mình nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Thí dụ như giờ gạo, cơm, đồ ăn trong chùa rất nhiều, vì ăn bỏ phế đi, không quan tâm ngó ngàng đến, thì đây là cách tổ phước báo của mình và tăng nghiệp cho mình. Đi một chiếc xe trong chùa mà mình đi không kỹ lưỡng, mình đi ẩu tả tùy tiện, hư thì đi sửa. Hư cái gì sửa cái đấy. Đi làm chày chùa, đụng vào cây, làm mớp xe này kia rồi, lấy tiền đi sửa xe. Nếu như quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ, nếu chiếc xe này là chiếc xe của mình, chiếc xe của mình cực khổ làm ra chiếc xe này, quý vị dám làm điều đó không? Rồi quý vị dám tùy tiện chạy để mà gọi là hư rồi bỏ tiền ra sửa không? Không bao giờ, không bao giờ. Nhưng mà xe của chùa mà mình có một cái tâm như vậy thì phước báo mình tổn cực kỳ nhanh luôn. Vì đây là của Tam Bảo. Quý vị biết rằng trong tất cả cái của cải, không có một cái của cải nào lớn bằng của Tam Bảo. Phật Pháp Tăng là đại diện tăng hư không khắp pháp giới. Nên mỗi một con người chúng ta biết duy trì phước báo là bản thân mình đó. Tạo phước hay tạo tội là do bản thân mình mà ra. Nên người nghe đạo, người biết tu rồi tin xong nhân quả thì đi đến đâu, ở nơi nào, nơi tối tăm không có người cũng không dám. Tại vì hai bên vai mình có hai ông thần, một vị là nghi thiện, một vị
là ghi ác. Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta hiểu được nguyên lý này rồi thì không bao giờ giấu giếm ở đâu được. Làm điều không phải là phước tiêu nghiệp tăng. Nhớ. Nên những đức thường nhắc hàng Phật tử, nhất là những cô đi về chùa tu hành, đối với thầy trẻ đừng có bao giờ qua lại. Cả những đức, quý vị coi, quý vị đi về đây 7-8 năm chờ về đây tu, những đức chỉ là người hướng dẫn quý vị tu thôi. Chỉ có Tết năm nay một số các cô ngồi nói chuyện chung nhau chút xíu. Bao nhiêu năm nay mới được ngồi chung đông như vậy một lần. Chứ có bao giờ mà những đức mà điện thoại nói chuyện gì, nhắn tin nói chuyện gì đâu. Nên những đức đã từng có bài chia sẻ, nhắc tất cả quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ trong chùa mình đó. Những đức nhắc rất là rõ ràng, đừng có bao giờ điện thoại nhắn tin, Facebook đồ này kia đối với hàng Phật tử, nhất là những người phụ nữ. Người ta có chồng có con, mình là người xuất gia tu hành, đây là những đức nhắc anh em trong chùa mình đó. Đừng có bao giờ nhận quà cáp gì của người ta. Mình nhận quà cáp người ta để làm gì? Trong khi bản thân của mình sống ổn định, có cuộc sống rồi, mình nhận chi? Người ta còn nuôi con, người ta còn nuôi gia đình người ta. Mình nhận điều đó nó không có đúng đắn chút nào. Không có nên nhận cái gì, mà cũng không có lý do gì để nhận hết. Không có lý do gì để nhận, không cần phải nhận tới làm gì. Phiền phức, không nên. Nên tất cả những người nữ đi đến chùa tu, bản thân mình đi đến chùa tu là mục tiêu học đạo, nghe đạo. Bây giờ điện thoại, trang Facebook đồ nó mở rộng dữ lắm. Mình á, mà nghe đạo hoặc là mình đi đến chùa mình quý thầy nào chú nào, cái bắt đầu nếu có xài điện thoại nhắn tin, gọi điện thoại qua lại nhau, này bậy rồi. Bậy rồi. Mấy cô mà vậy mà những đức biết được là kẹt lắm. Những đức cũng kêu lại hỏi trực tiếp. Xong rồi những đức mờ luôn, tiễn khách luôn. Tại vì sao? Hành động nó không đặc biệt. Mà nhớ, những điều đó là những đức công bố cho công chúng luôn, để mình tránh luôn. Nên hiểu được nguyên lý này rồi, tức khắc mình biết tu phước tu duyên liền. Đi đến chùa mục tiêu là gì? Nghe đạo. Mục tiêu là tiếp nhận giáo dục. Nên những đức thường nói chú Tâm Nhiên, ví dụ như mà có việc gì quan trọng thì người ta nhắn tin, mình nhắn tin lại. Còn cái gì không cần thiết đừng có nhắn tin tới tới lui lui. Có khi mình nói những lời không phải, chồng người ta đến người ta coi thấy bất tử. Nói trời ơi, vợ tôi đi đến chùa mà gặp ngay ông thầy này ông nói chuyện gì lả lơ mà chọc ghẹo vợ tôi kỳ cục cái trời. Người ta đem cái tin nhắn đó đến chùa, người ta hỏi thầy nhắn tin phải không, tra ra cái trang Facebook này kia rồi. Lúc đó chồng ta nó quýnh một cái mà chết. Quýnh mà gọi là quýnh chết mà còn quê nữa. Nó gọi là quýnh lộn lạo rồi đó. Tại vì sao? Vì mình cũng là vô tình thôi, chứ thật sự không có cái việc gì lớn lao quá mà cuối cùng bị người ta quýnh. Nên cái việc mà thí dụ như mà điện thoại đồ của Phật tử này kia, những đức thường nhắc người trong chùa tuyệt đối buổi tối cái việc này việc kia đều không, quý thầy không bao giờ mà gọi cho người ta. Chồng người ta đang ở bên cạnh hoặc là nhắn tin đồ cho người ta tầm bậy. Có khi người ta coi tin nhắn cái ai mà vừa bụng điều đó. Như vai trò mình làm chồng hay làm vợ người ta, mình có chấp nhận người đàn ông hay người phụ nữ nào nhắn tin cho chồng cho vợ mình mà bằng đêm hay buổi tối hay là giờ này giờ nọ cứ nhắn qua lại hoài, ai chấp nhận không? Không. Như vậy thì bản thân của mình là người đi tu đừng nên đụng cái chuyện này. Đây là những đức nói cái chuyện người trong chùa mình thôi, để cứ nhắc hoài vậy. Rồi hàng Phật tử cũng nghe được, đáng chi biết hộ trì Tam Bảo. Biết hộ trì Tam Bảo là đúng rồi. Nên tại sao bao nhiêu năm nay những đức có bao giờ qua lại chơi gì với hàng Phật tử bên ngoài, mà đi đâu uống cà phê hay đi chỗ này đi chỗ kia hoặc nhận quà cáp quý vị không? Không, không bao giờ đâu. Quý vị gỡ cho thì đưa cho ban tổ chức hết chứ. Chứ những đức có bao giờ mà nói mà mua cho tôi bộ đồ, mua tôi cái quần đùi hay mua cái quần gì đó. Thôi khỏi đi. Còn thí dụ như có những cô đến chùa thì mấy cô trong chùa mình nhờ họ mua giùm cái đó gì trả tiền và sốc. Cái đó rõ ràng lắm quý vị, không có nên qua lại, nhất là trang Facebook bây giờ. Bằng đêm mà
rảnh rỗi này kia đồ nhắn tin qua lại, thời gian là phiền phức. Giết rồi là bỏ chùa luôn. Có nhiều cô sùng sồn đi đến đây, tu một thời gian rồi bắt đầu cũng mất tích. Nên cái quan trọng nhất của mình ở trong chùa là duy trì được đạo tâm tu hành, mục tiêu chuẩn xác, cầu giải thoát. Đây là những điều những đức vừa chia sẻ với một tịnh độ mà vừa nhắc nhở những người đi đến chùa. Việc nhà của mình có khi mình lo còn chưa xong. Cái việc mà đi đến chùa là để nghe đạo, để cởi mở tâm tư, chứ đâu phải là mình đi ôm đàm thêm đâu quý vị. Từ nơi đó mình phải hiểu. Có những người, người ta chăn tu tu hành mà người ta quá khó khăn, mình hộ trì cho người ta bằng một cách rất khéo léo. Còn thí dụ như họ có cuộc sống như chùa mình nè, quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ được ổn định cuộc sống, vì cúng dường thẳng thôi tam bảo rồi xong, trang trải lo cho họ là được nhất. Đừng có dính dáng cái chuyện hòa cáp này kia. Những đức không thích nhất là quý thầy trong chùa mình mà những người phụ nữ sùng sồn đồ nói chuyện ngọt dịu với người ta, gọi đầu người ta mua quà cáp, ta gỡ, ta cho này kia. Cái tư tưởng đó không có đặc biệt đâu, nó không có đúng đắn đâu, tầm bậy lắm, hiểu không? Vậy làm sao mình hướng dẫn đạo người ta? Nó nên tất cả những người trong chùa mình ai cũng được cảnh giác, và hàng Phật tử cũng phải có cái sự cảnh tỉnh mình. Tu đạo hướng đến giải thoát là việc quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta. Còn cúng dường hộ trì tam bảo là đúng mục tiêu, chứ đừng có nên tào lao bất xét. Cuối cùng có chừng có quả tai đến với mình. Nhớ đó. Nên quý vị cố gắng niệm Phật, tín nguyện kiên cố. Pháp môn tịnh độ này dù ai có nói gì, bản thân mình cũng không bị dao động tâm. Niệm có Phật hiệu cả đời. Công phu là gì? Niệm A Di Đà Phật. Đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà Phật. Đem câu A Di Đà Phật áp dụng trong cuộc sống. Bực bội khó chịu gì niệm A Di Đà Phật. Vui vẻ cũng niệm A Di Đà Phật. Khỏe mạnh cũng niệm A Di Đà Phật. Mà bệnh đau cũng niệm A Di Đà Phật. Cứ duy trì có Phật hiệu này mà niệm. Một câu Phật hiệu này là thuốc diệu già đà. Nếu bỏ đây không dùng thật là ngu lắm mà. Ngài Quần Nhất Đại Sư ngài nói, câu Phật hiệu này là viên thuốc thần diệu, chỉ bá bệnh chúng sanh, chỉ luôn cái bệnh đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp. Gọi là câu Phật hiệu chỉ bá bệnh. Nên ngài khuyên mình là dùng câu Phật hiệu này đi, là viên thuốc thần diệu đó. Người niệm Phật mà bỏ viên thuốc này thật là ngu lắm mà. Ngài Quần Nhất Đại Sư ngài dạy. Từ nơi đó chúng ta có nắm chắc câu Phật hiệu này niệm cả đời. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.